Dạ, Mary kính chào mọi người, mến chào mọi người. Thì hôm nay Mary sẽ hướng dẫn vẽ cái hoa văn nó nằm ngay ở trên cái góc này ha mọi người ha. Thì hôm nay Mary sẽ làm việc online cho nên là mình sẽ từ từ mình hướng dẫn mọi người hết những cái kiểu này ha, để cho biết đâu một trong những cái mà mẫu Mary vẽ đó thì có nó sẽ phù hợp với một số anh chị nào đó cần thì mình sẽ có để mà mình xem để mình tham khảo ha. Thì Marie thì không có dám dạy ai hết, Marie chỉ hướng dẫn chia sẻ thôi ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ như thường lệ thì mình phải rửa cọ nè, mình phải rửa cọ nè cho nó sạch, thì là sạch luôn ha, cho nó sạch như vậy nè đó. Rồi mọi người hay nói Marie hôm nọ có một cái mới đây có một cái comment đó là chê Mary nói nhiều quá, nhưng mà thật sự thì có những cái lời khen chê thì Mary cũng sửa đổi và rút kinh nghiệm và để nó hoàn thiện nó tốt nhất. Nhưng mà thật sự nếu như mà mình hướng dẫn mà mình không nói đó mọi người, hoặc là mình không tỉ mỉ một xíu thì có một số anh chị á không được thông minh, tức là người ta chậm á thì giống như người ta cần thì Mary sẽ hướng dẫn, còn những các anh chị nào mà giỏi quá, thông minh quá thì thôi đừng xem like của Mary, đừng xem video của Mary, tại vì những lời nói đó thật sự rất tiêu cực. Và cũng không sao, Mary cũng ẩn đi hết và Mary cấm hết à, sẽ không bao giờ nhìn thấy được Mary nữa. Ok, thì Mary cũng không có buồn gì đâu, nhưng mà thấy mọi người là hiểu lầm mình đó thì Mary giải thích một xíu. Ok, thì bây giờ mình đi cái bố cục này thì nó có đơn giản lắm mọi người. Mình sẽ đi cái phần này trước nè, mình sẽ chia ra mình đi cái phần này trước, mình đi cái dấu này trước nè, mình tạo một cái vòm trên này trước nè ha, rồi mình từ từ mình tạo một cái sườn đây, rồi từ đó mình phân ra mình đi ha. Ok ha. Rồi bây giờ mình vẫn phải nhúng cọ vào treo cho nó, nhúng cọ vào treo cho nó, gọi là cho nó túm cái cọ của mình á, để khi mình đè những cái nét mảnh á, nét thanh á, nó không có bị đứt, luôn luôn nó còn cái treo và nó sẽ không có bị xòe cái cọ ra ha mọi người ha. Rồi bây giờ là mình múc nha, Mary vẫn cứ hướng dẫn lại, biết đâu là nhiều khi ở trong một cái bài nào đó mà có những anh chị mà đã quen rồi thì không sao, nhưng mà có những anh chị người ta mới biết Mary thì Mary mà cứ bắt khúc giữa Mary làm thì mọi người sẽ khó hiểu ha. Rồi ok, chịu khó giúp Mary nha, nghe Mary nói nhiều một xíu nha. Rồi rồi bây giờ là mình không bao giờ mà mình để thẳng như vậy hết á, không bao giờ mình để thẳng như vậy để mình múc đâu, thì mình múc như vậy thì mình không có tập trung được cái lượng treo ha. Đó thì mình sẽ nghiêng cái cọ 45 độ, mình chỉ tưởng tượng là 45-50 gì đó thôi ha, chứ nó không phải là chính xác đâu, thì mình cứ nghiêng là, và mình múc lên, mình múc một giọt treo lên đó và mình vẽ ngay, chứ nếu mình không vẽ ngay thì nó sẽ có cái đầu nhọn á, nhiều khi nó sẽ gây khó khăn cho mình ha. Ok, rồi mình sẽ vô bài lấy một lượng treo rồi để lên nè, để mà đi zoom này lên một cái. Rồi mình sẽ có một cái tâm ngay đây ha, mình sẽ có một cái điểm trụ nằm đây, thì cái này mình sẽ đặt đây nè mọi người đó, mình kéo qua ha. Rồi tức là mọi người cứ đi cái sườn giúp Mary đi. Đó, ở đây thì cái này nó nằm trên này thì cái này nó tụt xuống một xíu. Đó. Cái động tác mà nãy mình lấy cọ cho nó ướt cái thanh đó, để khi mình đè nó không bị xòe cọ nha. Rồi cái này thì mình sẽ lấy cái treo nãy á, mình lấy nó còn đó. Đó. Rồi, được chưa nào? Rồi mình sẽ hít để thật là mạnh nha, đó hít nhẹ vô, rồi mình lấy một cục treo nhỏ xíu xíu ha, đó mình để ngay đây nè, đè mạnh xuống, khi mình vô mình vẽ là mình phải đè mạnh xuống, rồi mình dỡ lực lên mình đi ha. Rồi để thật là mạnh xuống đó. Rồi mình đã được cái phần này rồi ha. Rồi ví dụ như Mary nói cho chỉ cho các anh chị biết là ví dụ như chỗ này nó phần này nó của mình nó hơi gãy hoặc là nó
nó không được liền thì mình cứ chấm nhẹ nhẹ vô, còn nó không gãy mình chấm vô nó cũng đẹp nữa ha. Rồi bây giờ cái phần này, cái phần ở dưới đó mọi người, là nó hơi dài á, thì mình phải lấy một cái giọt treo nó hơi to một xíu nha, vì đó là cái nếp chính á. Rồi mình sẽ bắt từ đây tỉa lát ở đây, mình còn quẹo vô đây cho nên mình bắt sát đây thì nó sẽ không có đường thì nó quẹo ha. À, để nè, đi nè, hoặc mình có thể mình đi như vậy luôn, mình để thì sao không sao hết ha, tại vì cái ngón tay của người ta mình vẽ chân á, cái mẫu này thì không ai vẽ chân tại vì nó dài, mình vẽ tay thì mình bẻ tay người ta được mà, chứ mình xoay ngược á tay thì mình có thể mình nghiêng nè, nghiêng trái nghiêng phải rồi xoay móng xoay tay người ta được mà, có cái chân thì phải nghiêng người nghiêng móng thôi, chứ còn nhưng mà cái mẫu này thì nó cũng không có ấy. Rồi ở đây mình đè mạnh nó xuống đó, rồi mình lấy một cục treo nhỏ nhỏ mình để đây đó. Rồi ví dụ nhiều khi mẫu á mọi người thì mình đi muốn đi làm sao mình đi à, chứ miễn là cái dáng nó giống như vậy thôi, chứ mình vẽ tay mà, mình làm thủ công handmade mà, chứ đâu phải là mình in đâu mà nó phải đều rang như vậy, nhiều khi nó đều quá thì nó cũng không đẹp đó. Nhiều khi mình biến thấu nó đi một xíu vẫn ok ha. Rồi bây giờ mình đã có cái sườn này rồi ha, rồi bắt đầu mình sẽ đi những cái nét ha. Rồi mình xoay nè, mình vẫn xoay móng nè. Đó. Mary sẽ đi tượng trưng nha, Mary sẽ đi tượng trưng những cái nét này nha, chứ Mary không có đi giống mẫu lắm đâu, chỉ là bố cục giống thôi, chứ Mary cũng không có thích mà lặp đi lặp lại đâu nha. Đó. Rồi mình lại xoay ở trên này. Rồi. Mình đi nhẹ nè. Mọi người đừng có vẽ rời rạc quá nha. Mọi người vẽ rời rạc quá nó không có đẹp đâu, nó phải sát sát vô. Cho nên mình phải chọn được cái loại treo nào mà nó mềm nhưng mà nó không đổ nha. Nó mềm nó không đổ là được ha. Treo nào cũng được hết. Thì Mary cũng có bán tất cả mọi cái Mary vẽ đó. Nhưng mà mọi người mua đâu cũng được hết á. Thì nếu mà yêu quý Mary thì ủng hộ Mary thì Mary càng vui, mà không ủng hộ xem thì cũng vui mà nhá. Rồi đó, mình sẽ đi vậy. Rồi ở đây ví dụ cái mẫu này nó không có nhưng mà Mary thấy ok dáng này bây giờ đó, mình đi ra một xíu cũng được mà, thấy mấy bạn ở trên mạng á vẽ rẹt nhanh lắm, nhưng mà vẽ như vậy nhanh quá mọi người đi đâu được đâu. Nè, làm bộ cho đứt nè đó, mình chấm vô. Đó, mình chấm cho mình nấu đó, là ok hết ha. Rồi bây giờ là tương đối là nó đã đều hai bên rồi ha. Bây giờ là mình để mình cứ đi đối xứng đó, mình đi đối xứng vô, mình tuột dần nó xuống nè đó. Ở đây mình có thể mình cho đi như vậy luôn cũng được, không sao nè đó, mình cứ cho vô thôi. Đó. Rồi mình hấp nhẹ nè. Là nó cũng ra đều rồi mọi người. Ở đây nhẹ thế. Đó. Rồi bây giờ mình đến đây, mình thấy cũng ok đó. Mà nếu như mình cảm thấy nó chưa ok thì mình lại cho thêm nét vô. Tại vì cái hoa văn này nó rất là dễ mọi người. Mình cứ cho nó dùng vào cho nó đầy là được. Điều này sao Mary nói, nhiều khi sao Mary hay nói lắp á mọi người, giống như sao á, nhiều khi nghĩ trong đầu cái từ đó mà sao nói không được ta, nhiều khi dạo này hơi bị nói lắp đó. Rồi bây giờ mình thấy chỗ này nó bệnh nó trống trống rồi, mình nghiêng qua mình vẽ. Đó, mình cho như vậy là nó đều à ha, nó sẽ cân bằng lại được. Đó. Rồi mọi người thấy nè, ở chỗ này mình muốn cho nó quắt lên đâu cũng được á, còn không quắt thì thôi kệ nó đi, vậy là mình cũng nó rộng ra một cái dáng rồi đó mọi người. Đó, mình chỉ gọi là tương tự thôi nha, chứ mình không có thích mà bắt
thường những cái gì nó nằm trong đầu Mary thôi, chứ Mary cũng không thích nhìn để làm theo mẫu. Mary không thích ha, nó chỉ là tương tự thôi đó. Rồi bây giờ mình đã được một cái mẫu này Mary, cái mẫu này là mình vừa nói chuyện mình vừa làm là 10 phút 16 giây đó, thì mình để mình cho những cái nhỏ 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 cho mọi người dễ làm ha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem, và nếu mà cảm thấy bổ ích thì cho Mary xin một lượt like, một lượt chia sẻ hoặc là đăng ký giúp Mary nha. Dạ Mary mến chào mọi người, có chuyện gì mà mọi người làm mọi người không hài lòng thì đó là ngoài ý mong, ngoài cái sự mong muốn của Mary, và hoan hỷ cho Mary gọi là vui vẻ nha. Rồi chào mọi người.